Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình Cổng Vàng. Thì đây là cái nơi mà mình sắp chụp hình nè. Ở đây người ta họ có một cái quầy để cho mình đăng ký đó, mình xếp hàng. Tuy nhiên hôm nay mình đi ngày bình thường cho nên không có đông, cho nên mình không cần phải xếp hàng. Còn đây là cái bảng giá đó, cái giá tiền mà mình muốn chụp những cái tấm hình như thế nào sao sao thì ở đây người ta họ có để rõ ràng ở đây, và có để giảm giá thêm 50% off nữa. Bây giờ gia đình của mình cũng đã lái số xong rồi, bây giờ sẽ đợi bên người bên trong người ta họ chụp xong rồi cũng sẽ tới kế tiếp của gia đình của mình. Thì ở đây đó cũng còn dịch bệnh cho nên là người ta không có cho chụp như những năm trước. Ông già Noel thì cũng sẽ ngồi sau với mình hơn, và tất cả cũng được hạn chế có xa, nhưng mỗi người đứng xa ra một feet. Nói chung là cũng còn hạn chế rất là nhiều vì tình hình dịch bệnh bây giờ cũng còn nhiều lắm, còn nhiều diễn biến đó. Cho nên đó là mọi thứ người ta họ đi ra đường đều đeo khẩu trang hết. Và không gian ở đây thì người ta họ trang trí rất là dễ thương, mình quay cho mọi người xem ha. Khi mà trẻ nhỏ tới đây cực kỳ thích, con gái của mình đó, tới đây rất là thích, con trai của mình nữa, thích lắm luôn. Tuy nhiên mình lớn rồi mình cũng thích nữa, thì nơi này trang trí rất là dễ thương. Thì mọi người xem nè, sẽ có người ở đây ngồi chụp hình, và gia đình của mình cũng chụp nè. Mình thì không quay được nhiều, mình quay được chút xíu à. Ông già Noel thì sẽ ngồi đường sau, còn người ta họ sẽ trang trí người tuyết, những người già, rồi người ta họ trang trí cây thông tuyết,
Nói chung là họ trang trí rất là dễ thương và rất là đẹp. Và sau khi chụp hình xong thì mình sẽ đợi để lấy hình ha. Thì ngay cái khúc mà mình đợi để lấy hình thì ở đây người ta họ có bài trí rất là nhiều chỗ đồ chơi cho trẻ nhỏ, để cho trẻ nhỏ nó chơi, còn người lớn thì đứng coi và đợi để lấy hình. Ở đây có rất là nhiều trò chơi, có bắn súng nữa. Và ở đây cũng bày bán rất là nhiều loại kẹo khác nhau, cũng rất là ngon. Người ta họ xếp và để nơi này nhìn cũng rất là dễ thương và đẹp. Còn có cả trò chơi bắn cung nữa. Con trai của mình rất là thích bắn cung, cho nên anh xã của mình đang hướng dẫn, đang chỉ cách cho con trai biết cách để bắn cung đó. Như vậy là gia đình của mình cũng đã lấy được hình rồi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cho các con mình có muốn mua kẹo gì không, và sau đó thì chúng ta sẽ đi về ha. Thank you.
Nó muốn mua cái kẹo kìa. Mua được 4 chiếc đi hả? Có dừng xe kìa con. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.